Kaya, con cung kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Và con và sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con xin được phép đông cô kệ số 1 ạ. Mano Pupanga Mathama Mano Seta Mano Maya Marasa che paruthena fasati wa karoti wa tato nang dukha man veti chakang wa wa hato padang mano pupanga mathama mano setha mano maya marasa che paruthena fasati wa karoti wa tato nang dukha man veti chakang wa wa hato padang mano pupanga mathama mano setha mano maya manasa che paruthena fasati wa karoti wa tato nang dukha mangveti chakang wa wa hato padang. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ lão bước theo sau như xe chân vật kéo. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một lần nữa, con cung kính là nhớ chưa để Đức Tăng và sư sinh xuống mít. Sa thú lành thai, con kính, thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn. Có thấy cô tu nữ phúc hành sao giờ không thấy, chắc cô rớt rồi. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 1. Mano Pupangama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Parut Thề Ná Phà Sá Tí Hòa Cá Rù Tí Hòa Ta Tù Nằng Đúc Khá Măng Quê Tí Chắc Căng Quá Quá Há Tù Bá Đăng Má Nô Búc Bằng Gá Ma Thầm Ma Má Nô Xét Thà Má Nô Má Già Má Ná Xà Chề Bá Đú Thề Ná Phà Sá Tí Hòa Cá Rù Tí Hòa Ta tù nằng lúc khá mằng quê tí, chắc cằn quá quá há tù bá đằng. Ma nù búc bằng gá ma thầm ma, ma nù xét thà ma nù ma già. Ma ná xà chề bá đút thề ná, phà xá tí hòa cá rùn tí hòa. Ta tù nằng lúc khá mằng quê tí chắc cần quá quá há tù bá đăng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mano Pupanga Ga Ma Thamma Mano Set Tha Mano Maya Manasa Che Paduthena Pha Sati Hòa Ca Rô Ti Hòa Ta Tô Năng Đúc Khá Ma Nê Khá Ma Khá Man Quê Ti Chắc Cần Quá Quá Ha Tô Pa Đăng. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầm đưa duyên. Nói làm giới ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Sis Ái Minh có trước máy không? Kính mời Sis, Sis Tina. Kính, dạ, kính mời Sis nha.
Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Đặng Đông. Nam mô Bụt Đa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức Tuệ Nhẫn. Dạ, kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn chị Trần Phụng. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 1. Cảm ơn huynh trưởng. Mano bút bằng gamma thầm ma. Mano xé thà mano ma già. Mana sa chê ba đu thề ná và sa ti hòa ca rô ti hòa. Ta tơ năng đúc ca mạnh về tí chắc cần quá quá ha tù ba đằng. Mano bức bằng gamma thầm ma mano xét thà mano ma già mana xà chê ba đu thề na phà sa ti quà ca rô ti quà ta tô năng đúc khá man quê tí chắc cần quá quá ha tù ba đằng. Mano bức bằng gamma thầm ma mano xét thà mano ma già mà na sa chê bà đu thê na pha sa ti qua ca rô ti qua ta tổ năng đu khà man vê ti chắc căng qua qua ha tô ba đăng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nó lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ma no bức băng ga ma thâm ma ma no sa tha ma no ma ya ma na sa che ba đô thê na pha sa ti qua ca rô ti qua ta tô năng đúng kha man quê ti cha căn qua qua tô ba đằng. Mano bức bằng ga ma thầm ma mano xét thà mano ma già mana sa chê ba đứa thề na phà sa ti quà ca rù ti quà ta tô năng đu kha mạnh về tí chắc cần qua qua ha tô ba đằng. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên. Nói, làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, anh Minh đã trả bài cho em. Kính mời chị Cẩm Vân tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Đa Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Thiên Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 2. Dạ, con xin sám hối và dạ, con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 1. Ma no bút pa bút ban ga ma tham ma ma no xếp tha ma no ma ya ma na sa che pa đút thề na pa sa tí hoa ca rô tí hoa ta tô năng đúc khá mang quê tí chát căng quá quà ha rô ba đăng. Mano put văn gá ma thăm ma mano xếp tha mano ma già mana sa chê pa đút thê na ba sa tí quà cá rô tí quà ta tô năng đúc khá mang về tí chắp căng
quá quà ha tô ba đằng mano put pan gá ma tham ma mano set tha mano ma ya mana mana sa chê pa đúc thê na ba tí quà cá rô tí quà ta tô năng đúc khá má đúc khá măng quê tí chắc căng quá quá há tô phá đăng ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền. Theo sau bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ cô Tu Nữ, con chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Mano phúc bằng gá ma thầm ma mano xếp thà mano ma già mana xà chè bát thức thề nát Pa sati wa karo ti wa tato nang dukhan anwe ti chakhan wa hato patan. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật khéo. Hòa thượng Thích Minh Châu. Con mano phum bang ga ma tham ma mano sen tham mano maya mana sa che pa tun te na pa sa ti wa ka wo ti wa ta to nang du kham an me ti chắc tham hoa hoa hát tu pha đăng. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chặt xe và kéo khổ liền theo sau của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng, con kính chào đạo tràng. Dạ, cho con cho phép con được trả bài câu pháp cú số 1. Mano bất bằng ghé ma tham ma mano xích thà mano ma già manasa chề bát đút thề ná và sati và karo tiva tato nành dukkhama dukkhamang về tí chất cành vava hato ba đành mano bất bằng ghe mà tham mà mano sitha mano maja manasa che ta đút thề ná và sati và karo tiva ta tổ nàng đúc khá mạnh về tí chất cành và vá ha tổ ba bành. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Và đây là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và
con xin phép được kể. Mano bất băng gà ma tham ma Mano sẽ tha Mano ma cha Mana sa chê bà đô thê na Phá sa ti ba gà rô ti ba Ta tô năng đô khả măng vê ti Ta tô năng đô khả măng vê ti Chát căng ba ba hà tô ba đăng Các do ý dẫn đầu Ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên Nói làm với ý chẳng hiền Bánh xe bò kéo hổ liền theo sau Dạ đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Di Đức Dạ con đã trả bài xong Dạ con xin xuống mic ạ Dạ, sa thu lành thầy ạ, Đức Trần Phượng. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Khà Gia, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo của Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kể kinh pháp cú số 1. Mano pupang gà ma tham ma, mano se tha, mano ma ya. Mana sa che pa du the na pa sa ti va ka ro ti va ta to nang du kha man ve ti chak kang va va to pa dang mano pu pang ga ma tham ma mano se tha mano ma ya mana sa che pa du the na pa sa ti va ka ro ti va Ta tô năng đu khả mạnh vệ tí chắc căng và vã tô bà đăng. Mà nô bụt phân gà ma tham ma, mà nô xét tha, mà nô ma dạ. Mà na sa chê bà đu thê na, bà sa thi vã ca rô thị vã. Ta tô năng đu mạnh vệ tí chắc căng và vã tô bà đăng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động. Khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo, bản dịch của Ngài Minh Châu. Ý dẫn đầu các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên. Nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Phật Thà Giá. Còn xin được xứng mít. Dạ, kính mời Sư Tà nhiệt hình. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh Vát Thanh Á. Nam mô Bích Tha giá và dạ, cảm ơn thích trạng đồng xích trân hồn càng dục bình biết được tín hiệu và dạ, còn vị nào chưa đưa tay không biết gì nếu có trần đạo trả bài chưa trần đạo ơi alo mến chào trần đạo trả bài chưa và dạ, cảm ơn xích hoa nguyệt cho nhục bình biết được tín hiệu trần đạo ơi có nghe được âm thanh nhục bình không Nguyên Tịnh nhà có trả bài chưa alo Tại Nhật Quỳnh trả bài rồi là Nhật Quỳnh khóa sổ. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ, mời Trần Đạo. Con xin kể câu kinh pháp cú số số 1 ạ. Mà nô phúc tăng gà ma thăm ma Má nô sê ta mà nô ma gà Mà na sa chê bà đuôn thê na Bà sa ti qua cà rô ti qua
ta tô năng thức cung khả mang vệ kỳ chắc khả hoa hoa hạ tô ba tâm mà nô bục băng và ma thăm ma ma nô sê ta mà nô ma gia mà na sa chê bà đức thê na ba sa chi hoa cà rô thi ra ta tô năng lúc khả măng vệ tu chắc khăn hoa ha ta chắc hoa hoa hà tô ba đăng ý dẫn đồ các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe chân hoặc kéo mà nô bút tăng và ma thăng ma ma nô sê ta mà nô ma gia mà na sa chê và đức thế na ba sa chi wa cà rô ti wa ta tô măng đúc khả măng quê ti chắc căng qua wa hà tê ba đăng các pháp cho ý dẫn đầu ý chủ ý tạo bắt đầu như duyên nói làm với ý chẳng hiền bánh xe bò kéo khổ liền theo sau đó là khổ theo cái bài sự duyên đức và cảm ơn quân đó thái na đã bắt bài vậy và xin lỗi mất lại cho chị nhật dần ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn sức trần đạo. Dạ, cảm ơn sức rạng đông, sức hoan nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, dạ sa thú lành thai chúng con thành kính. Tạnh lễ tri ân đại đức tuệ nhận đã từ bi hoan hỷ. Tuyên phòng ân bài Pháp Quốc Kinh số 1. Nhật Quỳnh kính cảm ơn sức trần đạo Vinh Vát Tha Ná, sức trần phụng Thích Thi Na, cô ấy mình sức rạng đông đã hoan hỷ lên ân bài. Dạ, trước khi con thỉnh Pháp Sư, con cho phép con có vài lời. Đây con thấy cũng đã đến giờ rồi nên con cũng xin phép là không có trả bài. Dạ con kính bạch thượng tọa Minh Đàm đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính thưa đạo tràng, dạ con rất là hoan hỷ con thỉnh đại đức tuệ nhẫn trở lại đạo tràng để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và con cũng xin sám hối với quý ngài và quý vị, đáng lẽ việc này không phải là của con. Nếu đại đức pháp tính còn thì con không có phải làm việc này. Con cũng suy nghĩ rất là nhiều có nên hay không nên, cuối cùng con quyết định là phải nên để thỉnh cung thỉnh quý sư vào giảng lại pháp cú. Tại vì con nghĩ đến ân đức của đại đức pháp tính, và cũng như quý vị học viên trong đạo tràng rất cân học, nên con đã mạn phép cung thỉnh chư tăng để vào trở lại giảng. Nếu con có gì sai sức thì con cung thỉnh quý ngài cũng như đạo tràng hoan nghỉ cho con. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn.
Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập ma đam, mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng vậy. Dư sự ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 2. Dạ, Dục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Dạ, sư có nghe âm thanh con không? Bạch sư, sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư, con kính dâng mít đến sư. Dạ. Dạ thưa quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ alo. Dạ quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm qua hay của sáng nay thôi, chúng đã hoàn toàn diệt đi rồi. Và rồi tất cả chúng ta cũng rời bỏ thế giới này. Rồi thì mỗi người cũng lại đi một ngã, tùy theo nghiệp duyên. Và chúng ta không còn con đường nào khác, đó là lại tiếp tục hiểu về khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này. Chúng đang ở đây, chúng đang hiện khởi để thấy ra được sự vô ngã của các pháp mà không có một chủ thể nào cả. Chúng ta đã mất đi hàng trăm ngàn đức pháp tính, hàng trăm ngàn sư trưởng đức Phật, mà chúng ta còn mất đi ngài nữa. Do vậy tất cả những cái gì sân u đến, chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì chính chúng đã nhấn chìm chúng ta vào trong sanh tử. Không có gì đáng để còn luyến tiếc, dầu là một sát la ngắn ngủi, bởi vì chúng không sanh lại nữa. Cái gì chưa sanh, chúng chưa sanh khởi, chưa có duyên để sanh khởi. Cái gì đã sanh và diệt rồi, chúng không còn sanh lại ở đâu nữa cả. Và chúng ta hãy trở về với khoảnh khắc này, từng chút một. Hãy nhớ cái bài học mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Đừng để phiền não chúng cứ giết chúng ta hoài trong sanh tử. Bây giờ thì chúng ta vào bài học thứ hai. Và xin nhớ quý vị, để nhắc nhở quý vị rằng hãy luôn luôn, Đức Phật dạy hãy luôn luôn lấy giáo pháp. Về khoảnh khắc này chúng ta mới hết buồn đau mà thôi. Còn tối ngày chúng ta cứ nhớ về những cái này cái kia là chúng ta sẽ sầu khổ hoài. Chúng con xin nghiêm tịnh thân cầu ý đành để ân đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi swakhato phagawata thammo thammang namasami supatipanno phagawato sawaka sangko sangkhang namasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác, ngài đã vẽ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, học và thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và liễu chi được tứ thánh đế, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau.
Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thường cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành theo dòng nghiệp lực của mình, và nhất là thành tổ ba la mật, thành tổ các đức hạnh lành và chứng đắc được tứ thánh đế thánh đạo và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phần phước phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Nga Tu La, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc, tấn hóa lâu dài và tiến tu trong giáo pháp của Đức Phật, ngõ hầu chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, hôm nay chúng ta học bài kệ số 2 ạ. Con xin đọc bài kệ số 2 này một lần ạ. Mano pupang gama thamma mano setha mano maya manasa che para pasansena fa satiwa karotiwa tato nang sukha mangwe ti jaya wa anahini. Chúng ta biết là cái từ mano pupang, mano là chỉ cho ý hay là tâm, ý hay là tâm. Như vậy thì mano này nó chỉ cho sáu thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Vậy bây giờ có mano không? Lúc nào cũng có mano hết. Chúng ta phải luôn luôn học Phật Pháp, phải kéo về, kéo cho nhau nghe về cái khoảnh khắc này. Đức Phật không có dạy giáo Pháp ngoài khoảnh khắc thực tại này. Lúc nào cũng có mano. Mano. Như vậy, hằng ngày chúng ta đã thấy được tâm thấy chưa? Có chánh niệm biết được tâm thấy chưa? Biết được tâm nghe chưa? Biết được tâm ngửi chưa? Biết được tâm nếm chưa? Biết được tâm xúc chạm chưa? Biết được tâm suy nghĩ chưa? Chúng ta phải luôn luôn nhớ như vậy. Như vậy lúc nào cũng có mano. Vì thế giới này là thế giới của mano. Phải không? Vì thế giới này là chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp. Sắc pháp thì tất cả sắc thân người và tất cả sắc vật, sắc con vật, tất cả nó chỉ là vô tri vô giác, nó không biết chi hết. Và chúng ta cho nó là như thế này như kia thôi, chứ bản chất của nó là vô tri. Nên là thế giới này không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà, không có cái chi cả, mà chỉ có danh và sắc, chỉ có cái kinh nghiệm và cái được kinh nghiệm mà thôi. Như vậy, ngay từ buổi ban đầu chúng ta đã biết Đức Phật không có dạy con người, mà Đức Phật dạy về các pháp. Các pháp chính là mano uppan. Mano, như vậy là không có ai ở đây, mà chỉ có mano. Mano, mano, mano. Tức là nhãn, thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Về từ mano là một cái danh từ maná, nam tánh, chỉ cho tâm. Tâm. Nhưng mà trong cái câu kệ này thì chúng ta biết được là Đức Phật giảng, sau đó thì chúng ta biết là tâm thì nó có tâm sở đi theo ha. Mano pupang, pupang pupá, pupang gamá đó là một cái nhóm từ, dẫn đầu pupang là dẫn đầu. Gắn má này cái chữ tí hay là đi đó, hay nó chia ra việc đi, nó là một cái danh động từ. Úc bằng đáp má, dẫn đầu, đi trước. Không phải là nó dẫn đi đâu, mà nó bắt cảnh. Tâm là cái trạng thái luôn luôn bắt cảnh. Nên là tâm nó bắt cảnh thì cái tưởng nó mới nhớ về cái đối tượng thiện giác là gì, nó mới nhớ về âm thanh là gì, vân vân. Chính vì có tâm nên là thọ tưởng hành nó mới hoạt động được. Như vậy là tâm ở đây là nó biết cảnh, dẫn đầu tức là cái trạng thái biết cảnh của nó.
Vậy chúng ta thấy tâm nó rất là tế nhị. Ví dụ như là chúng ta ăn một cái món phở bò chẳng hạn, ở đó nó có nước tương này, có ớt này, có bò này, có ngò gai này, có hành này, có phở này, tất cả những cái mùi, cái vị đó mà nếm vào lưỡi là tâm nó biết hết, nó biết từng vị một. Chúng ta biết là cái tâm nó, cái trạng thái nó trong sáng là như vậy. Như vậy tâm này, tâm thì nó không có tạo nghiệp, nhớ nha, tâm nó không có tạo nghiệp. Tâm thì nó không phải là tưởng, tâm thì nó không phải là hành, tâm nó chỉ cháu có trạng thái đơn thuần là biết cảm thôi. Biết cảm thôi. Như vậy thì tâm tham thì chúng ta biết là tham thì không phải là tâm, nhưng mà tâm nó có tham. Như vậy thì lúc mà tâm tham nó sanh khởi thì cái tâm nó vẫn trong sáng như thường. Nên là tâm tham nó biết, tâm nó biết được cái tham. Như vậy thì chúng ta biết là tâm nó chỉ đơn thuần là biết, biết, biết đối tượng của nó. Ở đây học pháp để hiểu, chứ còn học pháp không phải để chơi, học pháp không phải để học pháp để mà thấy pháp thì chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn nếu mà học pháp mà ấy thì mất thời gian lắm, mất thời gian. Chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải phải càng ngày càng hiểu rất sâu lời Đức Phật dạy thì chúng ta mới thấy cái giáo pháp của Đức Phật là vô cùng cao quý và thâm sâu. Được chưa? Rồi cái từ tham ma thì chúng ta biết rồi, tham ma là các pháp cứng, mềm, nóng, lạnh, màu, mùi, vị, dưỡng, chất. Rồi là tham, sân, si, xúc, thọ, tưởng, hành, tư, tầm, tứ, vân vân. Đó là các pháp. Đó, đó là tham ma đó. Cái tính chất, cái tính chất cứng là sao, mềm là sao, đó là tham ma. Như vậy là, như vậy hàng ngày nó chỉ có tham ma thôi. Cứng là tham ma, mềm là tham ma, nóng là tham ma, lạnh là tham ma, màu là tham ma, mùi là tham ma. Hàng ngày các pháp nó diễn ra đó, nhưng mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta học ở đâu á? Nói thì quý vị cười, nhưng mà tới đây thì chúng ta càng ngày thì chúng ta sẽ không còn đi đâu nữa, mà chúng ta thấy ôi, vạn pháp nó đang diễn hoạt trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ y cứ trên thực tại và thấy rõ trong kinh điển, hai cái nó kết hợp với nhau rất là diệu pháp, đúng không? Thì đó, học như vậy nó mới là đúng. Học như vậy thì trí nó mới sanh, tham nó mới được đoạn diệt. Về tham ma, dâm từ nam tánh, chủ cách chia theo số nhiều là các pháp. Các pháp là các tâm sở mới sắc pháp đó, ha. Các tâm sở sắc pháp. Các tâm sở sắc pháp. Manosettha, từ Manosettha. Mano thì ý là vâng, Settha. Một cái nhóm từ ở đây chia theo chủ cách là có tâm là nổi bật, tâm làm chủ. Đúng là tâm nó không làm chủ, nhưng mà tâm nó nổi bật, tức là nó biết, biết đối tượng, nó có cái tâm sở đi theo. Đúng là phải học. Như vậy là đời sống này không ai làm chủ cả, mà chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp và sanh khởi theo duyên của chúng mà thôi. Không có sự kiểm soát nào cả. Do vậy chúng ta học Phật pháp, cái lý vô ngã và duyên khởi là cực kỳ khó. Và chúng ta luôn luôn bị ý niệm về ngã nó xen vào trong đời sống hàng ngày, từng khoảnh khắc một. Nên là chúng ta không thấy được pháp như chúng là. Để Manosettha là một cái nhóm từ chia theo chủ cách là có tâm làm nổi bật, tâm làm chủ. Settha là một cái tính từ trước hết, hay là có tính nổi bật. Tính nổi bật là gì? Là tâm nó biết cảnh. Tâm nó biết cảnh. Manomaya. Manomaya là một cái nhóm từ, là từ mano với từ maya. Và ở đây chia theo chủ cách số nhiều là vật tạo thành tâm. Vật tạo thành tâm, tạo ra, làm ra. Rồi. Manasa chê. Manasa thì cũng là một danh từ nam tánh, là với ý. Với ý. Chê là một cái liên từ, là nếu. Nếu với ý. Nếu với ý. Nếu với ý. Nếu với ý.
Nêu với ý. À, nêu với ý, đúng rồi, nêu với ý. Từ Pasandena, Pasandena cái căn của nó là căn sát. Tiếp đầu ngữ của nó là á, cái đuôi của nó là ná, nó chia theo quá khứ phân từ là Pasanteti, hả? Pasaneti. À, thì nó chia theo quá khứ phân từ là Pasandena. Mà ở đây nó chia theo sử dụng cách, cách thứ ba là với tâm trong sạch. Với tâm trong sạch ở đây là gì? Tức là sở hữu thiện, có chánh niệm, khởi lên thiện tâm. Tức là những cái sở hữu thiện tâm này nó sanh khởi. Thì cuối đời đó là cái vị Mata Kundalini này, tức là nhìn thấy Đức Phật với cái hào quang thân của Ngài rất là thanh tịnh, thì anh ta còn thoi thóp, anh ta khởi cái tâm thiện lên. Và thế là anh dứt hơi thở được sanh về cõi trời ha. Về tiếp đời ngữ phá là sự chỉ nhấn mạnh, căn sát là trở lên trong sạch. Vậy chúng ta thấy là loài người của chúng ta thì có rất nhiều những cái loại tâm trong sạch sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà tại sao chúng ta lại rất dễ đọa xứ? Ý niệm về ngã là quá lớn, phải không? Ý niệm về ngã là quá lớn. Như vậy tham sân si nó cứ len lỏi vào cả thiện và bất thiện, chấp thủ ở đó. Nhất là tà kiến. Pasanena. Rồi tiếp theo nữa là Tato Mang Sukhaman Veti. Tato là Tato, tức là tá, là một cái trạng từ. Một cái trạng từ là từ đó hay là do vậy. Mà ở đây chia theo xuất xứ cách, cách thứ 5. Rồi từ năng là ena đó, nó là một cái đại từ năm tấm, chỉ cho một ai đó hay cái người ấy. Và chia theo đối cách là người ấy. Người ấy ở đây thì trong cái câu kệ này chỉ cho cái công tử đó. Xuất khăn, xuất khác. Chúng ta biết rồi, xuất khác là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cách là hạnh phúc. Hạnh phúc, như vậy thì hạnh phúc chính là các khoảnh khắc của thiện tâm. Như vậy đời sống của chúng ta mà có duyên để tạo nhiều cái thiện pháp, bố thí trì giới, cung kính phục vụ tham, chứng đắc được thiền tịnh và phát triển được tứ niệm xứ, đó là đời sống hạnh phúc nhất. Còn tất cả những gì chúng ta kinh nghiệm qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua ngủ say, thì cái đó là quả của nghiệp và hoàn toàn không có sự hạnh phúc. Bởi vì những cái khoảnh khắc đó là quả, mà mắt, tai, mũi, lưỡi là quả vô nhân. Còn chúng ta ngủ say thì chúng ta không có kinh nghiệm gì về thế giới này. Như vậy thì chúng ta thấy như vậy thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta thấy được rằng là đời sống hạnh phúc nhất là những thiện tâm sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà rất khó, khó lắm. Rồi từ an vê tí, an đú, căn của nó là căn ý, là một cái động từ, ở đây nó chia theo thay động từ thể hiện tại ngôi số 3, là đi theo, tiếp động ngữ an đú là liền hay là dọc theo hay là kế. Rồi cha gia quá á, nắp đi, cha gia nè. Cái cha gia đó là một cái danh từ nữ tấm chỉ theo cái chia theo đối cách này, chỉ cho cái bóng hình, cái bóng ảnh. Khi mà chúng ta đi ở trời nắng mà chúng ta đi ngưỡng ngược cái mặt trời thì nó dọi cái bóng của chúng ta về phía trước á, thì cái bóng ảnh nó đi theo cái hình. Như vậy con người của chúng ta thì luôn luôn có bóng. Rồi cái từ anapajini là một cái hợp từ Appa-di. Tiếp đồng ngữ của nó là an, là một cái danh tính từ lữ tánh chia theo chủ cách, là có sự không lìa khỏi. Như vậy cái bóng của mình thì nó không lìa khỏi cái hình. An này nó tương với ná là không. Appa-giá là một cái danh từ nam tánh, là sự lìa khỏi, sự chia cắt. Tiếp đồng ngữ Appa là khỏi, lìa. Đó là những cái từ vựng ngày hôm nay chúng ta học được trong câu kệ này. Và Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói về hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình.
Bản dịch của Ngài Thượng Thích Minh Châu. Kính bạch chư đại đức tăng thưa quý bài kệ sau đó thì ông bá hổ này kia. Và ông ta thì suốt cuộc đời của ông ta thì chưa có hề bố thí cho ai một chút gì cả, tức là tâm của ông ta giàu có nhưng mà rất là keo kiệt. Lên người đời gán cho ông ta cái biệt danh này là như vậy, nên là ông ta có một cái người con trai duy nhất mà ông ta rất là thương yêu và chiều mến, và ông ta muốn đặt ông ta muốn đặt cái thợ thật bạc làm một cái món đồ trang sức cho cái cậu con trai cưng của mình. Xin lỗi cái câu chuyện này nhớ hơi lộn. Cái cậu này được ông cha đi đặt cái kim hoàng, cái vòng kim hoàng để cho cậu đeo, ông trai cưng. Nhưng mà ông ta lại đắn đo và nghĩ rằng nếu mà ta đưa vàng cho thợ làm thì phải mất tiền trả công cho thợ và suy đi tính lại. Vậy rồi thì ông ta lấy vàng ra tự tay đập và uống thành một cái đôi vòng tay bằng vàng cho người con của mình đeo. Do đó mà cậu công tử này được mệnh danh là Mắt Thắt Cung Đá Ní hay là Kim Hoàng. Thì cái cậu công tử Mắt Thắt Cung Đá Ní này lúc lên 16 tuổi thì không may bị mắc cái bệnh huỳnh đà. Chắc huỳnh đà này chúng ta biết rồi, đó là da rẻ nó vàng, nó ghen hả, gọi là padurugu. Thì mẹ cậu nhìn cậu rồi mới kêu người chồng của mình là: này ông Bà La Môn, con trai của ông bị bệnh rồi đó, ông no giúp thầy chữa bệnh đi cho nó. Thì ông ta keo kiết, ông ta mới nói với vợ rằng nếu ta giúp thầy chạy thuốc thì ta phải tốn rất là nhiều tiền thuốc. Bà chẳng dòm ngó đến tài sản của ta, muốn cho dễ bị sức mẻ hao hụt. Ta tính cách nào thì miễn là không làm sao mà hao hụt sức mẻ của cải thì thôi. Và nói rồi ông Bà La Môn đến viếng nhiều vị lương y, hỏi thăm rồi gặp bệnh nhân, rồi như là phát chứng như vậy thì thường quý thầy cho uống những cái thuốc gì. Và bây giờ dân gian của chúng ta qua cái câu chuyện này chúng ta cũng thấy nhiều nhà thì không dám đưa người thân đi bệnh viện, thì người ta cứ xin cái thuốc này thuốc kia, hỏi thăm dò này kia và cũng cho uống mấy cái thuốc bậy bạ, rồi cũng rất nhiều người chết vì cái điều này ha. Rồi các y sĩ đến, các y sĩ điềm chỉ cho ông ta những cái thứ nọ thứ kia như vậy, vỏ cây vân vân. Rồi ông ta nghe lời và kiếm mấy cái thứ đó về đem sắt làm thuốc cho người con trai mình uống. Mặc dầu ông ta đã xoay đủ cách thì bệnh tình của cái cậu Mắt Thắt Cung Đá Ní này cũng không thuyên giảm mà trở nên rất là nặng. Thì đến khi thấy con trai đã kiệt quệ thì ông Bà La Môn mới cho mời những cái thầy nang tới. Và nhìn thấy cái khí sắc của cái bệnh nhân thì thầy thuốc mới nói là: tôi bữa nay bận quá, xin ông thông cảm và phiền rước thầy thuốc nào khác đến coi mặt và hút thuốc cho cái cậu con trai của ông đi. Và những cái người đó biết cái mặt đó là mặt đó nó bị ấy rồi, nó bị đứt dần dần, không còn chữa được nữa, thì mới kiếm cớ chạy bệnh. Rồi những cái ông đó ông thầy thuốc đó giúp luôn. Thì ông Bà La Môn người nhìn con sắp chết thì lại tính thầm rằng nếu mà cứ để nó ở đây thì ai đến thăm viếng nó cũng đều ngó thấy đồ đạc của cải ở trong nhà của mình, thì sanh ra những cái tâm tham rồi sẽ cho người trộm cướp đến vân vân. Thì tính nói rồi
không sai cái người đem cái cậu con trai đặt nằm ở ngoài cái mái hiên, ở cái hàng ba trước cửa vậy đó. Và cuộc sống này là như vậy đó thưa quý vị. Cuộc sống này rất là phức tạp, rất là phức hợp. Cuộc sống của chúng ta trải qua nhiều kiếp sống, những cái kiếp như này là rất là thường, mà còn tệ hơn nữa. Và ngày ấy vừa sáng sớm tinh sương thì Đức Thế Tôn, khi mà Ngài rời khỏi cái đại định và Ngài quán xét với thế gian, với cái Phật chí của Ngài, thì Ngài thấy được thời chư Phật quá khứ, kẻ nào đầy đủ căn lành thì được tiếp độ. Và lúc bấy giờ thì cái ấn tướng, cái hình ảnh của cái cậu Mathakundani này bị đem nằm bỏ dưới cái mái hiên, lọt vào cái tầm quán chiếu của Ngài. Thì Đức Thế Tôn vừa thấy cậu Mathakundani thì Đức Thế Tôn biết ngay là cậu bị đem ra khỏi cái nhà và bỏ nằm ngoài cái mái hiên. Như thế thì Đức Phật thấy cậu bé này có đầy đủ các cái duyên nằm, và chúng ta thấy lòng từ bi của Ngài nó là vô lượng. Và Ngài liền thấy biết như sau, cậu bé này sẽ đặt niềm tin trong Sabdita, rồi từ đó nhắm mắt với cái ấn tướng, với cái thiện tâm đó, thì vì đó từ giã cái cõi trời sẽ sanh về cái cõi trời đau lợi, ở trong một cái tòa kim điện có cả đoàn thiên nữ theo hầu. Như vậy chúng ta thấy một cái tâm đại thiện khi mà nó có duyên sanh khỏi, không cần nhiều đâu, chỉ cần nó thật là trong sạch với đối tượng của nó thôi, thì nó cho cái quả không thể tưởng tượng được. Và người trí thì luôn luôn quý trọng những sát la của thiện pháp. Và vị chư thiên sau khi ngắm nhìn cái thân hình mới mẻ của mình thì cao đến 3/4 dặm, vân vân. Thì ở đây có nói là 12 cây số. Và đeo những cái đồ trang sức có chất đầy 50 cái cổ xe bò. Và khi quán xét thấy rõ, nhờ tâm trong sạch đối với Như Lai như vậy mà được những cái phước đó, rồi vị chư thiên nhớ đến cha cũ của mình thì tự nhủ rằng thân phụ ta vì sợ sức mẻ tài sản mà không dám rước thầy trị bệnh cho ta, bây giờ này ra mộ địa than khóc nhớ tiếc để ta làm cho người thay đổi cái tính tình mới được. Và vì tình phụ tử nên vị chư thiên biến hình thành một cái thiếu niên giống hệt cái cậu Mathakundani và hiện xuống cách cái nơi mộ địa không xa, và sẽ nằm xuống đất mà than khóc khi thấy cái ông bà Nam Môn sẽ hỏi cái cậu ta là ai. Con là Mathakundani của cha đây, con được sanh về cảnh giới nào? Thì người đó trả lời là ở đau lợi thiên, con đã tạo nghiệp gì? Thì nghe hỏi vậy thì cái vị chư thiên sẽ đáp là nhớ cái lời có cái tâm trong sạch đối với Như Lai mà được sanh, được siêu sanh. Và ông bà La Môn sẽ đến chất vấn Như Lai, thì có người nào nhờ chỉ thì có tâm trong sạch đối với Ngài không mà được sanh về nhàn cảnh? Thì khi đó Đức Thế Tôn sẽ đáp rằng chẳng những thì có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn như vậy, nhiều không thể đếm xiết được. Và Như Lai sẽ đọc cái bài kệ pháp cú. Khi mà dứt bài kệ thì 84.000 chúng sanh sẽ tỏ ngộ giáo pháp Như Lai.
Mattha Kumbhani sẽ chứng được nhập lưu tu đồ hoàng. Và cả ông Bà La Môn cũng đắc chứng như vậy. Đó là do duyên lành của cậu công tử này mà đại chúng sẽ tỏ ngộ chánh pháp. Do vậy mà Đức Phật đã quán xét, thấy rõ đầu đuôi. Nên là sáng hôm đó, sau khi tắm rửa xong, thì Ngài đắc y chỉnh tề và cùng với đại chúng tỳ kheo đi vào thành Sabbathi khất thực, rồi đến lần đến cửa ngõ của ông Bà La Môn. Thì lúc bấy giờ thì cái cậu Mattha Kumbhani này đang nằm quay mặt vô nhà. Thì Đức Bổn Sư biết cái cậu thiếu niên này nhìn thấy cái kim thân của Ngài, nên là hào quang của Ngài tỏa ra. Thì vị thiếu niên này mới hỏi là ánh sáng gì đó. Thì từ chỗ nằm cậu quay mặt ra nhìn, thì liền thấy thân tướng Đức Phật. Và cậu nói thầm một mình: ta mắc phải cái ông cha mù quáng si mê, thành ra không có cơ hội đến gần bên Đức Phật. Như vậy để mà hầu hạ cúng dường vật thực hoặc nghe kinh thính pháp, bây giờ gặp được Ngài nhưng mà chân ta đã bị tê liệt, không cử động được, trông gì mạnh lại để làm những cái việc đó. Nghĩ rồi thiếu niên đem hết lòng tin trong sạch của mình lên Đức Phật. Và Đức Thế Tôn nói: thôi, bấy nhiêu đủ rồi, và Ngài đi. Thì cậu Mattha Kumbhani này nằm nhìn theo mãi cho đến khi mà hình bóng Đức Thế Tôn đã ra ngoài tầm mắt của cậu. Trong khi cậu đang trong sạch như thế thì cậu tắt hơi thở như là một cái người mới thức giấc. Thì cái thức tục sanh với cái thiện nghiệp, với cái tướng mà được gặp Đức Phật đó, thì sanh về cái cõi trời và ở trong một cái tòa lâu đài bằng vàng. Và ông Bà La Môn thì thiêu xác con rồi, thì từ đó buồn chán, chỉ có một người con duy nhất, và bỏ phế hết cái việc nhà và cứ ra mộ con mà khóc. Rồi cái vị chư thiên này mới nhớ được là cha của mình và muốn cho cha của mình tỉnh lại, đừng có buồn rầu nữa, và nghe lời giáo pháp Đức Phật đi và sẽ chứng đắc đạo quả. Thì ông Bà La Môn trông thấy cậu con trai thì tự nói thầm là: như ta vì thương nhớ con cưng mà than khóc đã đành, còn cậu nhỏ kia có việc gì mà cũng khóc nóc để mà hỏi thử cho biết. Thì ông ta ngâm kệ: hỡi cậu ta đeo kim hoàng, hỡi cậu ta đeo kim hoàng, mình đầy hoa với huỳnh đàn thơm tho, khoanh tay rên rỉ nhỏ to giữa rừng than khóc, nguyện do khổ gì. Tôi vừa mới được tức thì chiếc xe không bánh vàng y sáng ngời, tôi tìm hai bánh hết hơi, khổ thân tôi phải lìa đời chết đi. Và ông Bà La Môn nói rằng là: bằng vàng, bằng ngọc ma ly, bằng đồng, bằng bạc, bằng gì nói ra. Hỡi chàng son trẻ tài hoa, bánh xe đủ cặp để ta cho chàng. Và vị chư thiên này tiếp tục: thiếu niên đáp lại vội vàng, mặt nguyệt mặt nhật, hai chàng sinh đôi, nấy làm hai bánh cho tôi, nấy xe vàng nọ sáng ô chi bằng. Và ông Bà La Môn mới thấy ngớ ngẩn, thấy cái vị chư thiên này mới nói rằng: rõ em khờ dại nghĩ rằng em đời những vật năng nhăn, năng khăn, khó lòng, qua nghi em sẽ mạng cùng, trời chăng không thể đèo bồng một hai. Như vậy chúng ta thấy một kiếp người đã đi qua thì không bao giờ quay trở lại. Cũng vậy, một sát la thấy của ngày hôm qua cũng không bao giờ trở lại. Một sát la nghe vừa rồi cũng không sanh trở lại nữa. Không có bất cứ một khoảnh khắc nào sanh trở lại trong vòng sanh tử luân hồi. Do vậy chúng ta không nên than khóc bất cứ một điều gì khi chúng đã qua,
dầu chúng là xấu nhất, dầu chúng là tốt nhất, tất cả chúng chỉ là pháp vô duyên mà thôi. Và sầu muộn không đem lại bất cứ một hạnh phúc nào. Sầu muộn không đem đến bất cứ một sự bình an nào. Sự mất mát là tất cả thế giới của pháp hữu vi, không chừa bất cứ một ai ở trên đời này, dầu là thân tướng của Đức Phật, cũng là pháp hữu vi, phải biến mất, phải hoại diệt. Do vậy chúng ta hãy đi trên con đường chánh pháp này để xả ly mọi tham ái và dính mắc. Chúng con hình bóng vãng lai, sắc màu còn thấy dọi hai bên đường, vọng mơ đâu thấy chán chường, khóc là ngu dại, ai nhường hơn ai. Lời em quả thật chánh chơn, chính ta khóc dại khờ hơn em à. Như đời trăng, như đòi trăng trẻ khóc la, ta đòi con đã ra ma mất rồi. Ngay kể cả đời sống này, khi mà cha mẹ con cái, vợ chồng chúng ta còn sống ở trong nhà, nhưng mà một ngày chúng ta cũng chưa chắc gặp họ được lần nào cả. Và mỗi một lần gặp là một bóng ảnh mới, mỗi lần gặp là một nhãn thức mới, mỗi lần gặp là một đối tượng thị giác mới. Và chúng hoàn toàn biến mất, không có bất cứ một ai ở trên đời. Như vậy, hàng ngày chúng ta sống với họ cũng đã là biến mất rồi. Chúng ta có để ý thấy điều đó không? Ở đây quý vị chẳng bao giờ gặp chúng tôi phải không? Ở đây quý vị đang chỉ được cái nghe sanh khởi và âm thanh mà thôi. Đó là chân tướng của pháp. Không có tuệ nhẫn, không có một ai ở đây cả, mà chỉ có pháp đang kinh nghiệm các pháp sanh và diệt. Tham không phải là tôi, sân không phải là tôi, si không phải là tôi, thiện không phải là tôi, trí tuệ không phải là tôi, cứng mềm nóng nặng không phải là tôi, niết bàn không phải là tôi. Thì làm sao có nhà của tôi, con của tôi, cửa của tôi, ruộng đồng của tôi, tiền bạc của tôi? Không có gì là tôi cả. Chúng không không có gì hết. Không có gì hết. Chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp, chúng sanh khởi theo duyên của chúng và rồi diệt đi ngay lập tức. Lúc trước tâm ta tợt lửa lò, còn châm dầu lửa cháy thêm to. Em đem nước tưới lên lò lửa, lửa tắt lòng ta hết khổ lo. Em nhổ dùm ta mũi tinh trù, cho lòng ta chẳng hận ngàn thu. Cho ta hết khổ sầu con chết, chẳng thể ta nào sống được ru. Tên khổ trong tâm nhổ sạch rồi, giờ ta hạnh phúc biết an vui. Nhờ nghe giác đắc lời cha trẻ, thôi dứt sầu thương khóc cũng thôi. Cậu em là Càng Thác Bà, là vua Đế Thích hay là chư thiên, là ai con kẻ lạ quen, làm sao cho não biết tên thử nào. Chính con ông khóc ông gào, ông đem thiêu xác bỏ vào rừng hoang. Con nhờ thiện nghiệp thế gian, sanh lên đạo lợi dự hàng chư thiên. Ta không thấy trẻ chuyên cầm, cúng dường nhiều ít làm duyên tại nhà. Bác quan trai chẳng giữ qua, sanh lên thiên giới được là do đâu. Nghĩ thân bệnh hoạn khổ sầu, nằm nhà còn những lo âu lão phiền. Thấy Phật vô nhiễm vô khiên, thiện thệ diệu trí hóa duyên qua đường. Tâm con phấn khởi là thường, chắp tay tưởng Phật cúng dường đức tin. Tâm thành là nghiệp siêu sinh, bạc cùng đao lợi thiên đình quốc vương. Thật là huyền diệu phi thường, chắp tay là nghiệp quả dường thế ư. Tôi cũng đem hết tâm tư quy y Phật bảo kể từ hôm nay. Hôm nay ông có tâm thành Phật, hãy quy y cùng Phật Pháp Tăng. Năm điều học Phật cấm ngăn, gọi là ngũ giới chớ hằng đơn sai. Tội sát sanh chừa ngay tức khắc, của trong đời hoặc đắc không tham. Rượu say nói dối không làm, vợ nhà chi túc chớ lên dâm tà. Và vị chư thiên, chư thiên hoặc dạ xoa người hỡi, muốn an lành lợi ích cho ta, tôn người làm thầy làm cha,
lời người ta sẽ hành qua y kỳ. Nay tôi nguyện y Đức Phật và quy y pháp thật cao siêu, quy y tăng hội đủ điều, thinh văn đệ tử hàng chiều Thế Tôn. Tội sát sanh nguyện xa tức khắc của trong đời, hoặc tắc không tham, rượu say nói dối không nàng, vợ nhà chi túc chẳng ham lâm tà. Và câu kệ cuối: chư thiên đứng nơi kia, dung nhan đẹp quán thế, sánh giường sao một thể, nghe Như Lai hỏi đây, hỡi vị trời oai vệ, tạo phước gì đáng kể. Đức Quảng Sư vừa dứt lời thì vị chư thiên mới đáp rằng: bạch ngài, con nhờ kiếp trước mà đặt hết niềm tin nơi ngài mà được cái phước báu sanh về nơi cao thượng đó. Và sau khi chấm dứt cái câu chuyện bằng cái cách chỉ rõ cái mối tương quan chặt chẽ giữa nhân quả thì Đức Thế Tôn sướng lên cái bài kệ như sau, chẳng khác nào một cái vị hoàng đế đóng cái ẩn ngọc thì lên trên cái chỗ đất để niêm phong một cái bức cẩm nang. Tâm đi trước thọ tưởng hầm, tâm là chủ pháp, tâm là nghiệp duyên, ai mà tâm sạch lành hiền, nói làm chi cũng yên vui theo mình. Ví như bóng lọ tùy hình, hình đâu bóng đó, như in hẳn hòi. Tâm đi trước các pháp, tâm chủ, tâm duy tác. Nếu bằng tâm trong sạch, nói năng hoặc hành vi, phúc lạc sẽ theo người như bóng theo hình thật. Đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và chúng con dừng ở đây. Bài kệ này rất là tuyệt diệu, nên cũng con đọc cho quý vị đầy đủ. Quý vị còn nghe rõ không ạ? Quý vị còn nghe rõ không? Dạ. Quý vị còn nghe rõ không? Dạ. Chúng ta thấy một đại thiện tâm sân khởi với đối tượng. Vậy đối tượng cũng rất là quan trọng. Và chúng ta thấy được rằng cả một cuộc đời từ nhỏ tới lớn, vì công tử Mát Thác Cung Đá Lý này lại sống trong một cái gia đình ông Bà La Môn rất là keo kiết. Và cả đời thì ông cũng không làm phước, và công tử này cũng không làm được phước gì cả. Nhưng mà chúng ta thấy một khi một ai đó bị những cái bệnh nặng gì rồi đó, thì gặp được một cái người trí, một cái người thiện lành, một cái bậc đức hạnh, thì thường là tâm của người đó rất dễ sanh khởi lên thiện pháp. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nói rằng là trong nhiều kiếp quá khứ đó, thì cái nghiệp của Mát Thác Cung Đá Lý là ngài đã tạo rất nhiều phước lành trong các đời vị Phật. Bởi vì chúng ta biết là tâm là một cái sự chuyển tiếp không có ngừng nghỉ trong từng sát la của nó, mọi thứ nó đều được tích lũy. Do vậy là tâm trước nó diệt đi và tâm sau nó tích lũy những cái xu hướng. Người nào có xu hướng tham nhiều thì nó tích lũy theo tham. Tham thì có người tham dục về nam nữ, có người thì tham dục về ăn uống, có người tham dục về những cái cảnh trí tốt đẹp. Nên là chúng ta thấy rằng là có nhiều người, người ta tham, người ta chỉ thích làm những cái bức tranh đẹp này kia vân vân. Thì chúng ta biết thế giới đó, nó muôn màu do tâm nó vẽ ra. Tâm nó vẽ ra. Thì cũng vậy, nên là có nhiều người thì tạo rất nhiều những cái loại thiện pháp khác nhau. Có người thì có những cái việc tạo cái thiện pháp rất là thù thắng về bố thí. Có người thì tạo những cái thiện pháp rất là thù thắng về trì giới. Có người tạo những cái thiện pháp rất là thù thắng về kham nhẫn hay tâm từ. Do vậy là thế giới của chúng ta là không có đồng đẳng, bởi vì các nghiệp nó sai biệt khác nhau.
Và chính vì cái sai biệt khác nhau này nên là cái chúng ta không có cái con mắt của giáo pháp Đức Phật đó, thì chúng ta rất dễ ganh tị, tật đố, sang tham, bỏng sẻn, cũng do chúng ta không hiểu được tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Do vậy là chúng ta chỉ mong ước là cái người này đừng có hơn mình ấy nè. Chúng ta không có nhìn vào các cái pháp nó diễn tiếp, mà chúng ta chỉ nhìn vào những cái đối tượng rồi chúng ta ganh tị tật đố sang tham bỏng sẻn. Đó. Hay là chúng ta cũng tạo thiền pháp theo cái xu hướng. Chính vì vậy mà chúng sanh nó đa dạng nghiệp về tâm. Như vậy tâm nó dẫn đầu các cái pháp. Và tất cả chúng ta đến đây đều là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thừa tự, nghiệp là tài sản, nghiệp là quý thuộc. Chúng ta mãi rong ruổi cô đơn lữ thứ cho đến ngày chúng ta nhập vô dư niết bàn, không biết đến bao giờ. Và cái mà thật sự thì chúng ta chẳng sống với ai cả, mà chúng ta chỉ sống với từng khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, được xúc chạm, cảm thọ, cảm giác nơi riêng mình mà thôi. Và lúc nào chúng ta cũng nghĩ là gặp con người này, con người kia, đông vui, quyến tụ. Nhưng mà các pháp thì chưa từng là như thế. Chưa từng là như thế. Và chúng ta để ý đó, chúng ta đi một cái đám cưới, thì chúng ta biết là người mẹ thì rất là buồn khi gả con, người con thì rất là vui và hồi hộp. Rồi những cái người bạn tới thì họ rất là vui, họ ca hát. Như vậy mỗi người, có người thì cảm thấy rất là bình an. Thì chúng ta thấy mỗi một khoảnh khắc của đầu là cả cái đám cưới nó rất là vui, nhưng mà cái khoảnh khắc tâm của chúng ta lúc này nó bình an thì nó chỉ có một cái trạng thái duy nhất đó, đang sanh khởi ở đó thôi. Nó rất là độc cư, phải không? Nó rất là độc cư. Do vậy chúng ta đến đây rất là cô đơn. Chúng ta đến đây chúng ta không chọn lựa cha mẹ được, con cái được. Chúng ta đến đây chưa biết nói, chưa biết cười, chưa biết buồn, chưa biết vui gì cả, chưa biết sầu khổ. Và cái mà chúng ta đến đây thì nó đã diệt, nó đã chết từ thuở ban sơ rồi. Và rồi thì cuộc sống nó cũng chỉ diễn ra như vậy thôi. Rồi thì cái thấy này hiện khởi và thế giới này hiện khởi. Cái nghe hiện khởi và thế giới này hiện khởi. Cái ngửi hiện khởi và thế giới này hiện khởi. Cái xúc chạm hiện khởi và thế giới này hiện khởi. Rồi suy nghĩ hiện khởi và thế giới này hiện khởi. Rồi thì thế giới đó cũng diệt đi khi chúng ta ngủ say. Chúng ta không còn buồn vui, không còn nhớ về nhà cửa. Chúng ta không còn nhớ về quyến thuộc anh em. Chúng ta không có nhớ về mình là ai trong cái kiếp sống này nữa. Rồi khi sáng mai chúng ta thức dậy, thì rồi phiền não này thức dậy, vô minh này thức dậy, thế giới này thức dậy, sầu khổ này thức dậy, quán thù này thức dậy, gia đình, nhà cửa, con cái cũng lại thức dậy. Và tất cả những cái gì gia đình, nhà cửa, con cái thì nó chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ thôi. Nếu mà không có suy nghĩ thì chẳng có nhà cửa, con cái, gia đình gì cả. Đó chính là Mano, phải không? Mano, phải không? Như vậy chúng ta đến đây để làm gì nữa? Chúng ta có biết không? Hay là chúng ta sanh ra chỉ để thế thôi, chỉ để thấy rồi nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm rồi rồi chết, rồi già, rồi chết thôi. Và quả thật là như thế. Chúng ta đã đến đây rất là nhiều kiếp rồi, và cũng bị dính mắc với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm mà chúng ta lại muốn đến đây nữa. Tham ái và vô minh chúng này tiếp tục tạo nghiệp và cũng chỉ đi loanh quanh đến đây thôi.
sanh về phạm thiên thì khó phải không? Lâu lâu mới có được một kiếp sanh về một chút thôi. Hay là nhưng mà cái kiếp đó sanh về thì cái an lạc của nó, nhưng mà an lạc đó cũng vô ích, vô nghĩa. Bởi vì tâm tư của chúng ta lúc nào chúng ta cũng muốn biết, muốn cho người khác biết là mình an lạc, mình an vui, mình trí tuệ này kia. Nhưng mà ở những cái cõi đó thì chúng ta sống ở trong cái cõi thiền. Nhưng mà rồi thì chúng ta lại quay về với thế giới dục giới này, rồi lại thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm cứng, mềm, nóng và lạnh. Hàng ngày chúng ta cứ đùa chơi mãi với những đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, cứng, mềm, âm thanh, những cái bộ xương trơ trụi, lang thang, vô định. Và rồi chúng tan rã ở những cái hang, cái hốc, cái mương, cái rãnh, cái bệnh viện, cái nhà thương, ở những ngôi nhà, ở những chòi lá, ở những biển sâu. Và rồi tâm lại tiếp tục rong ruổi, rong ruổi mãi, mãi như vậy. Và đâu có phải vậy không? Đâu có phải là chúng ta được sanh làm người luôn đâu? Không. Có những kiếp chúng ta đang là những người nằm như vậy, cái đùng một cái, một ác nghiệp tới, là ngay lập tức đang ở cõi người thì chúng ta lại sanh vào loài cá sấu, loài heo rừng, loài bò, loài lai, loài mẫn, loài dạ xoa. Không ai biết trước được một điều gì cả. Không ai biết trước được một điều gì cả. Để cho chúng thấy được rằng một kiếp người của chúng ta đang trôi sanh tử mà sanh vào cái đất nước Việt Nam này mà chúng ta gặp được chánh pháp của Đức Phật, thì quý vị thấy rằng là nghiệp của chúng ta nó có hy hữu không? Quá là hy hữu phải không? Nhưng mà ai bắt được giáo pháp của Đức Phật vào được rồi đó, nhưng mà nó có duyên để nắm bắt giáo pháp của Đức Phật hay không nè? Đó mới là cái chông gai của cuộc đời. Chông gai của cuộc đời. Làm sao mà được nghe diệu pháp của Đức Phật này? Mà nghe cái gì nè? Đó mới là cái mà chúng ta cần phải nói đến. Còn cái câu chuyện của Ngài Bát Thế Cung Đán Ni thì chúng ta đã biết hết rồi, đó là thành quả rồi. Và Ngài Đắc Tu Đà Hoàn, phải không? Như vậy chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta kể về Ngài thì bây giờ nó vô ích rồi. Chúng ta phải học để cho chúng ta đang là. Còn câu chuyện thì kể xong rồi, không nên lại nói chuyện tiếp về Ngài Cung Đán Ni nữa sao? Như vậy chúng ta, chúng ta học như vậy thì chúng ta được cái gì ở tâm của mình? Thì chúng ta phải học ra được cái pháp mà Đức Phật dạy. Như vậy thế giới này là của ý, của tâm. Không có tâm thì không thể có cái gì để tạo ra nghiệp cả. Sắc thì nó là vô tri vô giác rồi. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, đối với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Bóng không rời hình ở đây là cái tính gì? Tính nhân quả của pháp. Khi mà pháp thiện đã sanh khởi thì chúng không thể nào cho quả ác được, dầu là bất kỳ hình thức gì. Kể cả nó cho quả vô nhân thì quả vô nhân nó vẫn là thiện vô nhân. Như vậy thì một cái nghiệp thiện nó được tạo ra hai cái loại quả, tức là quả tục sinh và
quả kinh nghiệm qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Hàng ngày chúng ta nếm những cái việc ngon, chúng ta nhìn những cái cảnh hình sắc đẹp, đó là quả của nghiệp đó, quả của nghiệp thiện đó. Nó ở ngay đây này, trong đời sống của chúng ta này. Bây giờ chúng ta được nghe giáo pháp, đó là quả của nghiệp đó. Chúng ta không cần phải đi đâu để hiểu về quả của nghiệp cả, ở đây và bây giờ. Như vậy, nghiệp thì nó chỉ có hai loại, đó là nghiệp bất thiện và nghiệp thiện mà thôi. Nghiệp mà cho nghiệp đạo đó, thì nó chỉ tạo ra hai cái loại thiện và ác. Như vậy không một sát la bất thiện nào tạo ra quả an vui cả. Đó là định luật của nhân quả. Và tất cả những người phàm phu và các bậc thánh hữu học thì đều phải chịu ảnh hưởng của thiện và bất thiện cả. Chỉ có bậc A-la-hán thì các ngài chỉ còn có hai loại tâm, đó là tâm duy tác và tâm quả mà thôi. Như vậy tâm này nó rất là khó mà thấy được. Và chúng ta thì luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta thấy được tâm, nhưng mà thật sự đó là chúng ta chỉ gọi là cái biết thì nó sanh khởi rồi, chứ còn rất rất là khó. Nên là phải cẩn trọng. Nếu mà không cẩn trọng thì chúng ta nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật sao dễ thế, nhưng mà không phải đâu, khó lắm. Chúng ta thấy cái đối tượng thị giác không là đã không thấy rồi đó. Nếu mà bất cứ khi nào mà chúng ta thấy đây chỉ là đối tượng thị giác, đây thì chỉ là đối tượng thị giác, đây chỉ đối tượng thị giác, không phải là đàn ông đàn bà hay cái chi chi cả, lúc đó là tứ niệm xứ bắt đầu nó mới sanh khởi đó. Mà lúc đó rồi đó thì cái thiện pháp này nó mới tăng trưởng nè. Còn trong cái sanh tử luân hồi thì chúng ta biết nè, thiện và ác này nó luôn luôn có mặt trong đời sống hàng ngày ở bất cứ chúng sanh nào. Vậy để cho một cái ý nghĩ thiện lành mà nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày, mà để chúng ta thấy rõ, biết rõ được nó đó thì rất là khó. Còn nó sanh khởi mà nó vượt qua như là những cái con người bình thường trong ngoài xã hội thì nó dễ rồi. Nó dễ rồi. Mà để có chánh niệm hiểu thực sự về nó nè, để mà nó là cái nền tảng cho các cái loại thiền pháp, các cái loại ba la mật. Mà để chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi á thì nó khó lắm. Do vậy là chúng ta cần phải học hiểu về sáu cái loại thức này, để hàng ngày chúng ta chiêm nghiệm, suy xét về nó. Và chúng ta đừng có tưởng là cái nội nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn là nó không có bất thiện nha. Sau cái sát na thấy, tiếp thu quan sát là đã có tham, có sân, có lậu hoặc rồi. Rất là vi tế. Do vậy chúng ta học Phật Pháp á, đừng có nghĩ rằng chúng ta bỏ quên mấy cái này.
Hằng ngày mà chúng ta quên mất những cái thức thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, cứng mềm nóng nặng suy nghĩ này, chúng ta không có cách nào ra khỏi sanh tử luân hồi, mà không có cách nào mà chúng ta tạo được ba la mật. Nhớ, nhớ vậy. Và chúng ta thấy đó, không có cái thấy thì chúng ta không có khổ, không có buồn, không có vui, không có sầu muộn được. Do vậy chúng ta thấy không, chúng ta ái luyến dính mắc vào cái thấy và cái được thấy là không thể tưởng tượng được. Mặc dù chúng sanh và diệt chúng không còn nữa, cái người đó đến, cái đối tượng thị giác đó đến trong một tích tắc mà chúng biến mất rồi, nhưng mà chúng ta nhớ thương rồi nè, chúng ta sầu muộn khi mà người đó mất như này như kia. Nhưng mà thực tế có đối tượng thị giác nào mới sanh trở lại đâu? Không, không có. Không có. Và chúng ta cái này chúng ta phải phải rất rõ về sáu cái thức này. Và thời Pháp chắc cũng con nói về phần kinh cái này thì đầy đủ hết rồi mà. Thì khi mà chúng ta thấy được tâm ý rồi đó, thì chánh niệm của chúng ta càng ngày nó càng được tăng trưởng, thấy rõ được các pháp vũ vi là vô ngã, thì tâm của chúng ta càng xả ly thì tâm nó càng thanh tịnh, nó không có hướng ra bên ngoài, thì ít dục, càng ít dục thì tâm nó càng trong sạch, thì càng ít phiền não, và thân khẩu ý của chúng ta nó càng trọn lành. Và đương nhiên là nghiệp nó sẽ cho những cái quả tốt đẹp trong tương lai, và chắc chắn mới dẫn đến thánh đạo thánh quả đưa. Thì trong cái bài kệ này con nói về cái phần này, phần này là như vậy. Và thời Pháp đến đây cũng vừa phải nẻ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng chư đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càng khắc bà, súc sanh, ngạ quỷ, thiên nhân, ngao tu la, diêm chúa, và kính chư phước lành đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa, và sớm hiểu chi được tứ thánh đế thánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước báo này con cũng nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, thành tựu và hạnh xứng đáng là con của Đức Thế Tôn ngay trong kiếp sống này và trong diệu pháp này. Nam mô Bụt Tha Giá. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha sapa thamma sapa sangha nupave nasada sothi phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin báo có tâm tính thành tâm báo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhận cùng chư Tôn Đức đã vào gom chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ nê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình. Ta tham ma đa đề na pa văn tu bu chi ta so thiền ca ron đề tha vi ha ra măng đa đề thề ra cha mát cha na qua ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa văn tu tê cha la mu cha ye pi cha đa sam pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba tiết cha tề sắp về pi đúc kha sa kha rồn tu sang kha nhân tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc vô
Atha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khăn tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô vua thêm sâm pa vũ nê ya ma thẩm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử luôn tập rum nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rum học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.